Thưa quý vị, thưa các bạn, tìm kiếm và phát triển thị trường cho nông sản nói chung, đặc sản địa phương nói riêng của Việt Nam thời gian qua được chính phủ xác định là yếu tố sống còn để nâng cao sức cạnh tranh và quảng bá sản phẩm nông sản. Việc học hỏi kinh nghiệm của các nước cũng như huy động các nguồn lực hỗ trợ các tổ chức quốc tế, từ đó áp dụng phù hợp vào điều kiện thực tế của Việt Nam là một trong những hướng đi cần thiết giúp chúng ta có thể xây dựng và triển khai các hoạt động xúc tiến thương mại, chiến dịch quảng bá hình ảnh nông sản chất lượng sẽ mang lại hiệu quả cao. Là cơ quan đầu mối của Việt Nam được giao nhiệm vụ tổ chức triển khai điều phối các hoạt động xúc tiến thương mại. Thời gian qua, việc triển khai các hoạt động của Cục Xúc tiến Thương mại không thể không kể đến việc phối hợp, liên kết, tận dụng tốt các nguồn lực hỗ trợ, kinh nghiệm của các tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài, đặc biệt là đối với các mặt hàng nông sản của Việt Nam. Các hoạt động tập trung vào xây dựng thương hiệu, truy xuất nguồn gốc, đào tạo tập huấn, kết nối giao thương, v.v. đã đưa nông sản Việt Nam ngày càng khẳng định thương hiệu và chất lượng trên thị trường. Ví như, từ những kinh nghiệm của Nhật Bản, thông qua các hoạt động xúc tiến thương mại, chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP được triển khai rộng rãi tại Việt Nam. Các tiêu chuẩn như VietGAP, GlobalGAP, mã số, mã vạch được áp dụng cho hầu hết các loại nông sản đặc trưng vùng miền, nên các sản phẩm đều có thể truy xuất nguồn gốc rõ ràng. Chúng tôi cũng phối hợp trực tiếp với các đối tác, ví dụ như là với GIZ này, ví dụ như đối với tổ chức SIPO của Thụy Sĩ này, hoặc là đối với tổ chức ITC là Trung tâm Thương mại Quốc tế, thì chúng tôi cũng tiến hành triển khai các hoạt động trên thực tế. Ví dụ đối với GIZ thì GIZ đã hỗ trợ cho phía Cục Xúc tiến Thương mại là nâng cao cái năng lực cũng như là định hướng và xây dựng cái hệ thống truy xuất nguồn gốc xúc tiến thương mại nhằm minh bạch sản phẩm nông sản. Trung tâm Thương mại Quốc tế ITC cũng đã thành lập một cái gọi là truy xuất hub tại Việt Nam, là tập trung và hỗ trợ cho doanh nhân nữ này. Thành lập cái gọi là Green to Compete Hub, là tập trung hỗ trợ cho doanh nghiệp đi theo con đường là tiếp cận đến con đường xanh, là đi gọi là sản phẩm xanh này, công nghệ xanh này, và các cái chương trình huấn luyện đào tạo cũng như là triển khai trên thực địa, nó cũng đồng hành và đi song song. Do đó mà có thể kết luận lại rằng trong thời gian này và trong thời gian tới, đặc biệt là trong cái lĩnh vực ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số, thì chúng tôi vẫn đã và đang tiếp tục với các đối tác trong nước và quốc tế, ngoài cái việc tận dụng các cái gọi là cái hỗ trợ kỹ thuật, thì những cái hỗ trợ liên quan đến các cái nguồn lực, trong đó có cả nguồn lực tài chính, nguồn nhân lực, thì cũng đang được từng bước cụ thể hóa để triển khai một cách có hiệu quả trên thực tế. Trong hoạt động hợp tác song phương và đa phương, Cục Xúc tiến Thương mại đã tham gia hoạt động xúc tiến thương mại đầu tư trong khuôn khổ của Trung tâm ASEAN Nhật Bản AGC, Trung tâm ASEAN Hàn Quốc AKC, phối hợp với Cơ quan Xúc tiến Nhập khẩu CBI của Hà Lan, Cotra, Coima Hàn Quốc, Business Franc Pháp và một số tổ chức xúc tiến thương mại đồng cấp khác, triển khai các hoạt động xúc tiến thương mại và xúc tiến đầu tư tập trung vào chế biến sâu các loại nông sản. Tham mưu lãnh đạo Bộ Công Thương ký kết và thực hiện nhiều biên bản thỏa thuận MOU với các tổ chức quản lý thương mại, xúc tiến thương mại trên thế giới như Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ ASEAN USABC, Cơ quan Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Hàn Quốc COTRA, Tổ chức Xúc tiến Ngoại thương Nhật Bản ZETRO, Cơ quan Thương mại và Doanh nghiệp New Zealand NGTE, Liên minh Doanh nghiệp vừa và nhỏ Italia, v.v. Thông qua các hoạt động hợp tác, các tổ chức xúc tiến thương mại đã hỗ trợ cho các cơ quan quản lý xúc tiến thương mại, doanh nghiệp và người dân về kinh nghiệm tổ chức, tham dự hội chợ, triển lãm, giao thương trực tiếp, trực tuyến, kinh nghiệm xúc tiến thương mại trên sàn điện tử, xu hướng tiêu dùng, v.v. Các công đoạn từ xây dựng cơ chế vận hành, quản lý quy mô sản xuất, kinh doanh, quản lý quy trình canh tác, thu hoạch, chế biến, bảo quản, phân phối sản phẩm, quản lý việc sử dụng tem, nhãn, bao bì sản phẩm, kiểm tra, giám sát quá trình sản xuất, kinh doanh, được người dân và doanh nghiệp từng bước chủ động thiết lập và vận hành áp dụng vào thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh. ZETRO và Cục Xúc tiến Thương mại là hai cơ quan có hợp tác từ lâu. Hàng năm chúng tôi đã phối hợp với nhau xây dựng và triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ cho doanh nghiệp Việt Nam, tổ chức sản xuất, nâng cao chất lượng nông sản. Tôi rất vui mừng khi mô hình mỗi làng một sản phẩm khởi xướng tại Nhật Bản đã giúp phát triển kinh tế từ các sản phẩm nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, truyền thống văn hóa, nâng cao thu nhập cho người dân vùng nông thôn. Đến nay đã có hơn 40 nước học tập và ứng dụng thành công, trong đó có Việt Nam, với mô hình mỗi xã phường một sản phẩm OCOP. Năm 2021, COTRA Hà Nội đã thực hiện gần 2.000 cuộc giao thương trực tuyến giữa nhà cung cấp Hàn Quốc với doanh nghiệp mua hàng Việt Nam. Năm 2022, COTRA sẽ có tổ chức trên 70 sự kiện giao thương riêng về lĩnh vực nông sản với hơn 1.000 doanh nghiệp Hàn Quốc và 1.500 doanh nghiệp mua hàng Việt Nam. Với những kinh nghiệm,
Chúng tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam triển khai các hoạt động xúc tiến thương mại và đầu tư thông qua các ứng dụng kết nối giao thương trên môi trường số, áp dụng công nghệ mới, hỗ trợ việc tìm kiếm thông tin, cơ hội kinh doanh trong nước và quốc tế, nền tảng hội chợ, triển lãm để nâng cao hiệu quả, tạo điều kiện cho doanh nghiệp trưng bày, giới thiệu sản phẩm, tìm kiếm thông tin, đối tác kinh doanh trên môi trường số. Để tiếp tục phát huy hiệu quả nguồn lực của các đối tác nước ngoài trong việc hỗ trợ doanh nghiệp, hiệp hội, địa phương trong việc kết nối tiêu thụ sản phẩm nông sản, ngoài việc thực hiện những thỏa thuận hợp tác đã ký, Cục Xúc Tiến Thương mại đang mở rộng triển khai các dự án hỗ trợ kỹ thuật như dự án chính sách thương mại và xúc tiến xuất khẩu Việt Nam do Chính phủ Thụy Sĩ tài trợ, dự án nâng cao năng lực hội nhập quốc tế của doanh nghiệp nhỏ và vừa, kết nối Ấn Độ, tiểu vùng sông Mekong mở rộng, tiếp tục phối kết hợp, lồng ghép các nguồn lực hỗ trợ hoạt động xúc tiến thương mại từ trung ương đến địa phương và các tổ chức quốc tế để triển khai các hoạt động xúc tiến thương mại thiết thực, gắn với xây dựng và phát triển thương hiệu, nâng cao giá trị gia tăng cho sản phẩm nông sản. Chúng ta thì cũng có những cái mối quan hệ rất là tốt với các cái tổ chức xúc tiến thương mại của nước ngoài như Zetro hay là Cotra, rồi các cái tổ chức xúc tiến thương mại của Trung Quốc, của Thái Lan, Singapore hay là có rất nhiều các tổ chức khác thì đều có cái mối quan hệ chặt chẽ từ trước đến giờ với Cục Xúc tiến Thương mại. Thì trong thời gian tới thì chúng tôi cũng sẽ tiếp tục đề nghị các cái tổ chức xúc tiến này, cả hai bên cùng phối hợp tổ chức các cái sự kiện về xúc tiến thương mại, kết nối với nhau, kết nối các doanh nghiệp của cả hai bên cũng như là kết nối giữa các cái tổ chức xúc tiến thương mại của cả các quốc gia lại với nhau trong cái việc mà tìm ra cái hướng đi đáp ứng kết nối giữa cái cung và cái cầu, hỗ trợ tiêu thụ các cái đặc sản nông sản, tư vấn được cho các cái doanh nghiệp cũng như là các địa phương trong cái việc mà tìm hiểu về thị trường, tìm hiểu về các cái khả năng mà cung ứng hàng hóa, các cái điều kiện về xuất nhập khẩu cũng như là cách thức mà thiết lập hệ thống phân phối hoặc là làm cách nào để đưa hàng vào hệ thống phân phối ở các cái thị trường nước ngoài cũng như là trong nước nó có hiệu quả hơn. Việc ký kết và thực hiện các thỏa thuận hợp tác với các đối tác nước ngoài là hoạt động hữu hiệu giúp tăng cường mối quan hệ hợp tác, trao đổi thông tin trong lĩnh vực xúc tiến thương mại với các cơ quan xúc tiến thương mại quốc gia trong khu vực và trên thế giới, tranh thủ được sự hỗ trợ về mặt kỹ thuật, nguồn nhân lực và kinh nghiệm quốc tế của các tổ chức xúc tiến thương mại lớn trên thế giới, từng bước khẳng định chất lượng và thương hiệu nông sản Việt ở cả thị trường trong và ngoài nước.